Hôm nay thì em Đức sẽ lên cái clip này để hướng dẫn cho những anh chị hiện tại mình đang có nhu cầu mình sử dụng cá dứa một nắng mà chuẩn cá dứa 100% mọi người, làm sao để mà các anh chị có thể phân biệt đâu là cá dứa thật và đâu là cá dứa giả nha mọi người. Đó, cách thứ nhất mà để phân biệt rất là dễ dàng, có nghĩa là anh chị nhìn trên lưng con cá dứa nó có hai cái đường chỉ chạy dọc như vậy nha anh chị. Nếu như mà không có hai cái đường chỉ đen chạy dọc như vậy này thì không phải là cá dứa mọi người nha. Và cái cách thứ hai nữa để mọi người nhận biết là cái lớp mỡ ở trên thân của con cá dứa mọi người nó rất là ít, thì mọi người xẻ ra thì nó chỉ còn thịt thôi, và ở dưới cái phần da này thì cái lớp mỡ nó rất là mỏng nha mọi người, có lớp mỡ nó rất là mỏng luôn ha. Còn những con cá dứa giả là lớp mỡ nó rất là nhiều, với lại là trên phần thịt của nó này thì nó cũng có đốm đốm mỡ mỡ, đốm đốm mỡ mỡ như vậy mọi người nha. Đó, một cái đặc điểm cuối cùng nữa anh chị, nếu như mà mọi người mua trúng cá dứa thật á, mọi người chiên lên ăn thì cái con cá dứa nó sẽ rất là thơm đó, và ăn với cơm nó rất là ngon nha mọi người. Còn nếu như mà cá dứa giả, nếu mọi người mua trúng cái con cá dứa giả, mọi người chiên lên nó rất là hôi cỏ nha đó. Và khi mọi người khui cái bọc hàng này ra này, khi mọi người khui cái con cá dứa từ trong những cái túi hút trăng không này ra này, thì cái con cá dứa mà cá dứa thật á, nó sẽ không có mùi gì luôn nha mọi người, thậm chí là mùi tanh nó không có luôn nha. Còn cái con cá dứa mà cá dứa giả thì mọi người tháo cái bọc này ra, mọi người hửi là nó khá là tanh và nó tanh mùi cỏ, nó hôi cỏ nha mọi người. Đó, đó là những cái đặc điểm nhận dạng mà em hướng dẫn mọi người, để những anh chị nào mà mình có nhu cầu mình sử dụng mà hàng cá dứa để dùng cho gia đình và biếu tặng á, thì mọi người có thể chọn được những mặt hàng là chất lượng với là đúng chuẩn 100% cá dứa nha mọi người. Và đặc biệt hôm nay shop em có vào cá dứa biển một nắng và size một con như vậy là 1 kg đến 1,5 kg nha mọi người. Nếu như mà anh chị nào có nhu cầu sử dụng cá dứa cho gia đình mình để dùng ăn hoặc là mình biếu tặng á, thì mình có thể inbox shop em nha. Và một con như vậy thì shop em đã làm sạch và hút trăng không như vậy rồi nè mọi người. Nếu mọi người mua về, mọi người có thể là mình cắt cái túi này ra, sau đó thì mình cắt nhỏ con cá dứa và mình bảo quản trong tủ đông, sau đó thì mình ăn bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu ra mình chiên hoặc là mình nướng mình kho nha mọi người, ăn cực kỳ ngon. Và cá dứa chuẩn chỉ, cá dứa biển một nắng nha mọi người đó.